Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Trần Đình Chung đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã thuộc huyện Hòa Vang để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại đây, cử tri Hòa Vang được thông tin dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, bao gồm xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Đông đảo cử tri Hòa Vang bày tỏ niềm tin và sự phấn khởi với những kết quả đạt được của thành phố trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng như thực trạng và giải pháp ngập úng cục bộ và hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung, huyện Hòa Vang nói riêng, cơ sở khám chữa bệnh thiếu các trang thiết bị y tế, chính sách và hệ thống tổ chức người cao tuổi hiện nay, lĩnh vực quản lý hoạt động quảng cáo ra vặt sai quy định, nạn cho vay nặng lãi, chậm triển khai thi công đường cao tốc La Sơn Túy Loan, thực trạng dạy thêm học thêm tràn lan, các khoản thu bất hợp lý ở các trường học, tình trạng sim rác, tài khoản rác vẫn chưa được kiểm soát, gây phiền hà cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động lừa đảo vi phạm pháp luật. Những ý kiến trên được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận và sẽ kiến nghị lên Quốc hội cho ý kiến và sớm có câu trả lời cho bà con cử tri.